rồi anh em ơi xin chào tất cả mọi người nhé thì à, hôm nay tt cũng giới thiệu cho anh em những cái con điện thoại vô cùng à, chất lượng vô cùng ngon thì à, mong là anh em xem và anh em sẽ chốt được cho mình những cái con điện thoại mà anh em cảm thấy hài lòng và ưng ý nhất thì trong thời gian vừa qua anh em thì à, cái tình hình mà cái dịch bệnh đang căng thẳng á thì nói chung là cũng xin lỗi anh em rất là nhiều luôn thì có những cái tỉnh là shipper nó giao rất là chậm luôn có nhiều khi là cả một tuần nữa là anh em cũng chưa có nhận được hàng Nói chung là TT cũng rất là là nôn nóng nhưng mà cũng không biết nói như sao nữa thì chỉ biết là anh em thông cảm cho TT ha. Đó. Rồi thì à uh, con đầu tiên á là TT cũng muốn giới thiệu cho anh em luôn. Đây là con um, iPhone, iPhone uh, 5S nha anh em. Con này là full chức năng hết. Bản um, bản quốc tế anh em. Con này là bản quốc tế ha. Đó. Đây TT giới thiệu cho anh em là iPhone 5S nè, bản quốc tế LLA nha. Con này là 16 g Ha, con này bản bộ nhớ trong của nó là 16 nha anh em. Full chức năng hết. À, vân tay con này thì chỉ bị mắc vân tay thôi, còn lại là full chức năng nha. Cam đầu chụp rất là nét luôn nè. Đó, cam đồ chụp rất là nét nha anh em. Ngoại hình thì cũng còn rất là ưa nhìn anh em. Đó, con này là giống như là màu hồng đúng không? Độ cái con này là độ vỏ của iPhone SE vô nè. Đó, full chức năng hết nhưng mà nó chỉ bị mắc vân tay thôi không dính ai lao nha con này là không dính ai lao anh em có ai lao đăng nhập vào vào apple to tải bình thường hết không vấn đề gì còn nếu trường hợp mắc vân tay thì anh em cài mật khẩu bằng mã pin cũng rất là ok ha thì cái con này tt sẽ chốt lại cho anh em là tám trăm rưỡi tám trăm rưỡi cho anh em thôi nha và tt sẽ free ship cho anh em luôn ha rồi tiếp theo là tt cũng muốn giới thiệu cho anh em một cái con hàng full hợp nè cực kỳ đẹp luôn nha anh em đó, đây là con Samsung A12. Con này là bản RAM 4GB nha anh em. Con này là bản RAM 4GB. Bộ nhớ 128 anh em. Đó, con này rất là ngon luôn. Đây, phụ kiện đầy đủ nha anh em. Con này là phụ kiện đầy đủ. Đó, con này ngoại hình rất là đẹp luôn anh em. Màn hình của nó là 6,5 inch nè. HD cộng À, và nó xài hệ điều hành Android 10, camera chính của nó là 48 chấm và có cả camera phụ nữa nè, anh em thấy không? Bốn mắt nha. Đó, và camera um, đây là camera sau của anh em, còn camera trước của nó là 8 chấm ha, màn hình giọt nước. Màn hình giọt nước cực kỳ đẹp luôn. Um, con này thì nó xài chip MediaTek Helio uh, G35, RAM là 4 g bộ nhớ trong á, bộ nhớ trong của nó là 128 anh em xài được hai sim nha xài được hai sim và hỗ trợ xài 4g pin của nó thì cực kỳ trâu con này là pin lên đến 5.000 và sạc ở chế độ 15V nha máy cực kỳ đẹp còn bảo hành đến 12 tháng những con này đều bảo hành đến 12 tháng cam ký đồ nè ha cam đồ rất là chuẩn nha anh em anh em mà mua cái hàng full hộp thì rất là ok còn bảo hành luôn nó có cáp sạc cũ sạc đầy đủ hết thì cái con này là chưa có tay phone đúng không full hộp mà chưa có tay phone TT sẵn sàng tặng cho anh em một cái tay phone. Đây là tay phone của TT tặng cho anh em nha. Đó, thì cái này là con này thì còn anh em mà mua những con này về thì trải nghiệm thì không có còn gì mà phải bàn cãi anh em. Đó, cam kết hay là những ứng dụng bảo hành cho anh em trong vòng một à, bảo hành cho anh em á là trong vòng một năm còn bảo hành nha. Đó, anh em cứ mua những con này về đây giá công khai cho anh em đây là bảo hành nè à. Bảo hành tới tháng 7 2022 luôn nha Và giá của nó là TT sẽ giảm xuống cho anh em còn 3 triệu 550 000 luôn ha 3 triệu 550 000 Nhớ nha này hồi lúc đợt trước đó là TT là để là 3 triệu 650 000 đúng không Rồi đợt này thì TT sẽ giảm cho anh em Xuống còn 3 triệu 550 000 nha anh em Hàng full hợp Free ship cho anh em luôn nha Free ship cho anh em luôn đó, rồi tiếp tục là giới thiệu cho anh em một cái con Nokia ha Nokia hàng full hợp hàng full hợp rất là đẹp luôn này nè đó ngoại hình còn rất là ok nha con này là màn hình của nó là 6,39 inch anh em HD cộng nè, nó cũng xài hệ điều hành Android 10 luôn và camera sau của nó là 13 chấm và có cả camera phụ nữa nha. Camera sau rất là nhìn rất là ngộ luôn con này thì nó là màu đen anh em ha. Camera có 1 2 3 camera nha. Có hỗ trợ vân tay nè, có vân tay đầy đủ, email vẫn còn ha. Đó, có email luôn, anh em cứ chết thoải mái. Rồi còn cái camera là 13 chấm nha, camera phụ là 5 chấm và 2 chấm còn cái camera trước của nó là 8 chấm nha anh em đó, full chức năng cực kỳ đẹp ram của nó là 4G ram của nó là 4G bộ nhớ trong là 64 xài được hai sim hỗ trợ sim uh, xài được sim 4G pin thì là 4 ngàn nha anh em nó sạc ở uh, chế độ là 10V đó full chức năng ở chung những con này thì full hợp thì anh em không có phải lăn tăng gì hết rất là ok nha đó, chụp hình là nét căng luôn anh em rồi thì cái con này bữa trước anh em TT nói chia sẻ với anh em á là anh em chờ TT tí xíu nha. Đó, bật qua cái chế độ Google. Rồi con này thì bữa trước TT ra đi là là cho anh em với cái giá là 2 triệu 650 000 đúng không? Bây giờ TT sẽ giảm xuống cho anh em luôn còn 2 triệu còn 2 triệu 550 000 Ha. Đó, giảm cho anh em luôn nha, giảm mạnh cho anh em luôn để anh em xài nha. 2 triệu 550 ngàn nha anh em Đó Đây Rồi Thì con này là Có củ sạc cáp sạc đầy đủ hết này nè Đó anh em thấy không Cáp sạc củ sạc dây sạc đầy đủ Có tay phone luôn nha Đó Rồi thì con này thì tivi có đầy đủ phụ kiện Nên tivi chỉ phi Phi ship cho anh em thôi nha Phi ship cho anh em Ha Rồi chốt lại nha 2 triệu 550 ngàn thật sự luôn anh em chỉ qua bên TT mất cái chế độ mà vừa phi uh, ship cho anh em như vậy thôi đó hoặc là tặng cho anh em cáp sạc hoặc là củ sạc rồi thì anh em nào mà mua thì liên hệ trực tiếp với TT qua cái số điện thoại này nha 0963 595 262 đây là số điện thoại của TT ha và anh em đừng quên cho TT một đăng ký kênh một like và một chia sẻ luôn nha đây kênh youtube của TT đây một TT 1985 review đó rồi cảm ơn anh em rất là nhiều ha Rồi tiếp theo nữa là anh em Tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái con Vivo Y20 Đó, Hàng full hợp luôn nha Những con này là hàng full hợp hết Đây là Vivo Y20 Y20 đời 2021 nha anh em Anh em nên nhớ là con này là mới ra nha Đời nó còn 2021 Đó. Cực kỳ đẹp luôn anh em đây đó pin siêu khủng 5000 bộ 3 ca camera ha mở khóa bằng vân tay bên cạnh có nghĩa là mở khóa cảm ứng vân tay ở bên bên ở bên hông anh em đây cảm ứng vân tay bên hông đó con này là rất là chắc luôn à, con này nó gần hết pin chưa sạc nè nha đó thì anh em ơi đây là con vivo y 20 đời 2021 nè màn hình là 6,51 inch HD cộng uh, xài hệ điều hành Android 10 nha thì uh, camera sau của nó là 13 chấm và có cả camera phụ lần lượt là 2 chấm kiểu dáng là cực kỳ đẹp luôn đó anh em thấy không kiểu dáng rất là đẹp nha rất là sang chảnh luôn rồi um, camera trước thì làm 8 chấm nha anh em màn hình giọt nước luôn nè đó màn hình giọt nước cực kỳ đẹp luôn anh em thấy không ha RAM của nó thì là 4 GB, bộ RAM của nó là 4 GB, bộ nhớ trong là 64, xài được 2 sim, hỗ trợ xài sim 4G. Pin là cực kỳ trâu, con này pin cũng cực kỳ trâu luôn, lên đến 5.000 ha và sạc ở chế độ là 10 quá 10 V nha. Đó, ngoại hình thì rất là đẹp. Những cái hàng full hộp này thì anh em khỏi phải bàn ha, trắng, trắng nè. Đó, anh em xem đi, rất là đẹp luôn. Đó. Cực kỳ đẹp anh em anh em mà mua những con này về thì uh, trải nghiệm chơi game À, uh, game như là liên quân YouTube lưng uh, lương quân búp ghi hay là phi file thì đều ok hết đó rồi thì cái con này là hàng full hợp cực kỳ đẹp có tặng một cái ấp lưng nè ấp lưng này ốp lưng đi theo máy luôn nha nè đó cụ phụ kiện đầy đủ luôn có cáp sạc tay sạc ha có cáp sạc củ sạc đầy đủ hết email nè anh em cái này là cái email đầy đủ hết nè giấy tờ đầy đủ hết còn bảo hành cho anh em nha con này là bảo hành cho anh em một năm luôn. Đó. Rồi thì à, giá của nó là TT sẽ để lại cho anh em là 3 triệu 3 triệu à, rưỡi nha. 3 triệu rưỡi và sẽ free ship cho anh em ha. 3 triệu rưỡi free ship cho anh em và TT sẽ tặng cho anh em một cái cáp sạc luôn. Đó. Quên xin lỗi tặng cho anh em một cái um, tai phone giống như vậy luôn ha. Đây, tay phone này anh em muốn chọn tay phone nào thì chọn nha. Có hai tai phone Nói chung là cái này là hàng TT tặng Rồi chốt lại nha anh em 3 triệu rưỡi ha Với con Vivo Y20 RAM 4 bộ nhớ 64 Đó, Rất là đẹp anh em ơi hàng Anh em mà mua những cái con hàng mà full hợp á, Thì anh em sẽ yên tâm Nó có bảo hành đầy đủ hết Tất cả các chế độ ha Nên mình rất là yên tâm Còn bảo hành đến 1 năm nha anh em Và giá của nó là 3 triệu rưỡi Free ship tặng Được tặng cho anh em một cái tay phone Nha rồi tiếp theo nữa nè tiếp theo là một con um, iPad mini đây là iPad mini một bản wi-fi và 4G nha anh em con này là full chức năng hết ngoại hình còn rất là ưa nhìn nha đây con này thì không dính ai lao gì hết nha anh em con này là không dính ai lao gì hết anh em tha hồ mà 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 xem phim lướt web hay là xem YouTube thì rất là ok hoặc là cho mua về cho các bé trải nghiệm uh, giải trí ấy, cái mùa này nè thì mua về cho các bé giải trí thì cũng rất là ok luôn hoặc là các cô các chú mua về đọc báo xem phim xem YouTube thì cũng rất là mượt nhá thì con này là full chức năng hết không lỗi làm gì anh em không dính ai lao nha anh em có ai lao đăng nhập ai lao vào Apple to tại tại những cái ứng dụng đó về xài pin bọt còn rất là ok luôn nha pin bọt thì còn rất là ok anh em cứ yên tâm đây thông tin về máy anh em con này là bản 12 16 ghi cho anh em đó full chức năng cực kỳ đẹp ngoại hình thì ở đây thì nó hơi bị chày tí xíu ốp lưng nè đó anh em thấy không nó hơi chày tí xíu nha điện thoại cũ máy tính cũ thì nó như vậy thôi anh em thì cái con này là ti đi để lại cho anh em cái giá là chỉ có 2 triệu 100 ngàn thôi 2 triệu 100 ngàn và TT sẽ ship tặng cho anh em một cái cáp sạc và một cái củ sạc luôn ha tặng cho anh em một cái cáp sạc và một cái củ sạc của iPhone đó ship luôn rồi anh em nào mua thì cứ liên hệ trực tiếp với TT qua cái số điện thoại này nha 0963 595 262 và anh em đừng quên đăng ký kênh like và chia sẻ ủng hộ cho TT luôn ha rồi tiếp theo này nè Tiếp theo là một con Oppo uh, A1K. Oppo A1K rất là đẹp luôn. Đó, hôm qua cũng có một bạn hỏi nhưng mà cuối cùng bạn TT chả thấy bạn đó cọc nên tin nó vẫn còn nha. Anh em nào mà hỏi TT, anh em nào mà cọc thì TT mới chốt hàng lên đơn hàng và gửi cho anh em thôi. Thì cái con này là Nokia Oppo uh, A1K. Màn hình của nó là 6.1 inch HD+ nha anh em. Nó xài hệ điều hành là Android 9 camera sau của nó là 8 chấm và camera trước của nó là um, camera trước của nó là để thì đi nhớ xem camera trước của nó cũng là 8 chấm nha nên chip thì nó xài chip Mediatek MT 6762R RAM của nó thì là 2G con này là RAM 2G bộ nhớ trong là 32 nên RAM 2 bộ nhớ là 32 ha full chức năng cực kỳ đẹp đó sim thì hỗ trợ xài được hai sim nha con này thì hỗ trợ xài được hai sim cái camera của TT nó không được lấy nét chuẩn anh em thông cảm nha đó pin sạc của nó là 4.000 hỗ trợ xài số 4g luôn nha nó hỗ trợ xài 4g rất là ok đó ngoại hình má, máy riêng men màn riêng hết nha anh em đó rất là đẹp nhưng mà nó chỉ bị lỗi một cái là cái cam sau cam sau nó bị lỗi nha có nghĩa là anh em chỉ chỉ chụp được được cam trước thôi đây là cam trước nè anh em nha đây là cam trước nè đó cam trước của td đây và cam sau khi mà bật lại thì nó sẽ văng ra ngoài đó anh em thấy không khi mà bật cam sau thì nó sẽ văng ra ngoài nha đây là cam trước nè rồi cam sau là td bật ra cam sau nè thì nó sẽ văng ra ngoài có nghĩa là nó bị lỗi cam sau đó nên td để lại cho anh em à, cái giá xài là một triệu một triệu ba trăm ngàn chẳng luôn Re ship cho anh em ha đó còn lại là full chức năng đó nha anh em cảm ứng cực kỳ mượt luôn nha con này cảm ứng cực kỳ mượt luôn đây anh em thấy không ha Cảm ứng cực kỳ mượt, chả có gì hết lỗi duy nhất là bị à, bị cái cam thôi nha rồi chốt lại nha anh em 1 triệu ba ha với con ốp uh, bồ a1k rồi tiếp theo là một con ốp uh, bồ nữa nè Đây là ốp bồ f1s ốp bồ f1s nha con này thì màn hình của nó là 5,5 camera sau là 13 chấm và camera trước của nó là camera trước của nó là 16 chấm nó xài chip media test luôn 6750 con này là ram của nó là 3 g đó cam này nè cam cực chuẩn không cam rất là nét nha đó cam rất là nét cho anh em luôn rồi cam sau nè đó cam sau nét chưa ha cam tiết rồi rất là chuẩn luôn và nó xài được hai sim nha anh em xài được hai sim pin sạc của nó là 3075 RAM 3 bộ nhớ 32 full chức năng hết. Cảm ứng vân tay nhạy nha, cảm ứng vân tay nhạy. Ờ, cảm ứng đồ rất là nhạy cho anh em xài luôn. Đây, cảm ứng là, rất là nhạy nha. Bao cho anh em, bao cho anh em test máy trong vòng 7 ngày có lỗi thì TT sẵn sàng đổi trả máy khác nhá Và bên TT có chế độ là ship COD, có nghĩa là thu tiền hộ khi mà anh em giao hàng tới anh em shipper giao hàng tới anh em anh em có quyền mở hộp ra kiểm tra test máy ok lúc đó ok xong rồi anh em mới đưa tiền cho shipper nha đó, anh em cứ yên tâm và khi anh em mua bên TT á là thường thường là TT free ship cho anh em nên anh em phải cọc cho TT một cái cạc 50 000 ngàn hoặc là anh em chuyển khoản qua cho TT 50 000 ngàn để tránh trường hợp anh em bơm hàng TT thôi nha đó rồi chốt cái con này thì TT sẽ chốt lại cho anh em cái cái giá là 1 triệu 550 000 ngàn nha 1.550.000. Rồi, tiếp theo nè anh em. Một con iPhone 7. iPhone 7 LED nha. Con này là iPhone 7 LED. Đó, còn rất là đẹp, pin con này là pin còn rất là ok luôn. Đây iPhone 7 LED nha. Đó, bản quốc tế LLA. 32GB, full chức năng hết anh em. Con này là full chức năng hết, pin, bọt cam cam kiết độ ok. Cam là anh em thấy không? Cực chụp rất là nét luôn nha vui déo cũng vậy quay phim cũng vậy đó anh em thấy không quay nét chưa nét căng luôn anh em ha ngoại hình á thì cái con này thì ngoại hình cũng còn ưa nhìn có phẩy phẩy lông mèo đó có phẩy phẩy lông mèo nha anh em đây thì cái con này là ti đi đợi cho anh em cái giá là 3 triệu sáu đúng không bây giờ ti sẽ giảm giá cho anh em xuống còn 3 triệu rưỡi luôn ha ba triệu rưỡi cho anh em luôn, đó giảm giá, giảm giá mạnh cho anh em nha. Rồi 3 triệu rưỡi thì con này là TT sẽ không tặng nha, đảm giảm giá mạnh để cho anh em xài, nên TT sẽ không tặng cáp sạc củ sạc gì hết nha, ba triệu rưỡi thôi. Rồi tiếp tục là ốp bồ F1 quá, đó con này là ốp bồ F1 quá anh em, TT có về hai con nha. Ti, ti có về hai con đây đó anh em muốn chọn con nào thì chọn nhá ngoại hình thì giống nhau hết anh em Oppo F1 quá con này là RAM của nó con này ti, ti cầm con này giới thiệu cho anh em đi con này là RAM của nó là 3G nhá RAM của nó là 3G và bộ nhớ trong của nó là 16 anh em màn hình là 5 in nhá hai con đều giống nhau màn hình là 5 in, đó xài được hai sim nha anh em xài được hai sim ngoại hình thì rất là ưa nhìn thích full chức năng hết thích hợp cho anh em mua về để trải nghiệm zalo youtube hay là facebook hay là tiktok đều ok hết nha đó cảm ứng cực nhại luôn mấy con này là anh em cứ yên tâm cam kiết đồ nè anh em thấy không cam kiết đồ anh em cũng vậy đừng nói chung là full chức năng hết anh em mua về anh em có quyền mở hộp kiểm tra test máy ok thì anh em nhận nha ram ba bộ nhớ 16 thích hợp cho anh em mua về zalo à, facebook youtube đó ram ba mà anh em những con này ram ba thì nó rất là ok con này thì ngoại hình nó ti ti sẽ tặng cho một cái ốp lưng ti ti thu về từ người dùng nha đó thì thu về từ người dùng nó họ có dán cái này nè anh em ti ti cũng chả biết nên ti ti cũng tháo ra đó có một cái ốp lưng sẵn luôn thì cái này nó đi theo máy nên ti ti tặng cho anh em một cái ốp lưng giống như vậy rồi giá của nó là đều là một triệu chẳng cho anh em nha hai con giống nhau một triệu chẳng anh em muốn chọn con nào thì chọn ha rồi chốt lại nha một chiều chẳng và TT sẽ vi ship cho anh em luôn. Đó. Rồi, tiếp theo là anh em một con uh, Xiaomi ha, Xiaomi Redmi A4A4 A4, à, A4A anh em ơi. Đó, con này rất là đẹp. À cái con này á, bữa trước anh em hỏi TT rất là nhiều luôn. Đó, nhưng mà có một cái anh kia đó anh ảnh mới đầu anh nói là anh lấy xong cuối cùng anh không lấy luôn cuối cùng ti phải phải còn lại luôn anh em mà ti từ chối quá cho người luôn đó nên nên giờ bây giờ anh em thông cảm là tại sao nó lại còn lại là như vậy nhá đó tại có một à, bạn đó là bạn bạn nói là để đó bạn đó xong mày tí nữa bạn cọc mà cuối cùng chả thấy cọc đâu hết trơn á đó, tới giờ chót ti đi gửi đi mà cũng không cọc luôn nên nó vẫn còn nha đó thì có gì anh em thông cảm bây giờ ti đi đã, đã giới thiệu lại nè thì anh em nào mua thì liên hệ với ti nha thì con này là giới thiệu lại cho anh em là con này là màn hình của nó là 5 inch ha camera sau là 13 chấm và camera trước của nó là 5 chấm anh em đó đây camera ra sau rất là nét luôn này anh em 13 chấm cho anh em nhìn thấy không chụp hình rất là nét luôn ha đó còn cái này là ram của nó là 2 g ram của nó là 2 g bộ nhớ trong là 32 tuy là nó nhỏ nhỏ vậy anh em nhưng mà nó xài chip nát 625 nha dung lượng pin của nó là 3121 đó sim thì uh, sim thì xài được hai sim một sim micro và một sim nano nha anh em xài hệ điều hành android 6 đó full chức năng hết thích hợp cho anh em mua về zalo facebook hay là tiktok đều ok tầm giá của nó thì con này cũng rất là mềm luôn nha con này thì chị uh, để lại cho anh em là chín trăm rưỡi chín trăm rưỡi nha anh em và free ship cho anh em ha rưỡi là free ship cho anh em luôn và tặng cho anh em một cái con này thì tặng cho anh em thôi 900 thôi anh em ơi không để 950 nữa nói chung là 900 cho anh em ha và free ship cho anh em đó ok chưa rồi anh em tiếp theo này nè một con um, vivo đây là vivo y 69 anh em nhé Vivo i69 màn hình của nó là 5.5 inch HD nha. Xài hệ điều hành Android uh, xài hệ điều hành Android 7 anh em. Camera sau của nó là 13 chấm và camera trước của nó là 16 chấm. Con này thì RAM của nó là 3 GB, bộ nhớ trong là 32 nha. Cam kiết rồi. Nè, cam cũng rất là ok nha anh em. Đó, cam selfie nè, rất là nét luôn ha. Cam selfie anh em nhìn nè, rất là nét. Còn lại là full chức năng hết Xài được 2 SIM nha Xài được 2 SIM hỗ trợ xài 4G Pin của nó là 3.000 Ngoại hình thì Cái vỏ này nó màu đen thì nó hơi cụ tí xíu nha Nên Titi đợi cho anh em cái giá chỉ có 1 triệu 1 triệu ba thôi 1 triệu ba và Titi sẽ free ship cho anh em luôn ha Đó 1 triệu 3 và free ship cho anh em nha À con này giới thiệu rồi Thì lật lên cho anh em xem Rồi Tiếp theo là con đây là con Samsung, Samsung G530 anh em. Con này thì chắc anh em cũng rành rồi ha. Đây là con này là màn hình của nó là 5 inch. RAM một bộ nhớ là 8, full chức năng hết, thích hợp cho anh em mua về Zalo gia, gia hay là TikTok hoặc là nghe gọi, Zalo hoặc là YouTube. Đó, hoặc là nghe gọi thì rất là ok, thích hợp cho anh em mua về chuỗi trái. Full chức năng hết nha anh em. Con này là full chức năng hết. Rồi giá của nó là để lại cho anh em là 700 700 vào sẽ free ship cho anh em nha Ngoại hình con này thì nó là màu trắng Ốp lưng thì nó bị chày nha Đó, Ốp lưng thì nó bị chày như thế này Rồi Thì anh em thích hợp cho anh em mua về chuỗi trái Nói thì chỉ có uh, 700 thôi 700 rồi sẽ free ship cho anh em ha Tiếp theo là một con uh, Nokia nè Con này thì chắc nó hết pin thì đi chưa sạc À để đi đi khỏi nguồn lên cho anh em xem đây là Nokia 3.1 nha. Màn hình của nó là 5.2 inch nè. Nó xài hệ điều hành Android 8 anh em. Camera sau của nó là 13 chấm và camera trước của nó là 8 chấm nha. Và con này á, thì RAM của nó là RAM của nó là 2 GB. RAM của nó là 2 GB và bộ nhớ trong của nó là 16 anh em, xài được 2 SIM nha. Con này là xài được 2 SIM và pin của nó là 2990 full chức năng hết anh em ngoại hình thì ưa nhìn thôi không được đẹp lắm nói chung điện thoại cũ thì nó như vậy thôi anh em á chủ yếu là anh em xài nó có ok hay không nghe gọi nó có mượt hay không hoặc là anh em trải nghiệm youtube hay là zalo hay là facebook chủ yếu là cái ứng dụng hay là cái cái cảm ứng nó có ngon hay không thôi nha đây cam kiết thì con này là tôi nghĩ là cam của con mấy con nokia này nó cũng rất là ok nha anh em à pin nó hơi yếu này nè con này nó pin sắp hết pin rồi đó cam bật không nổi luôn nha nói chung là pin nó hơi yếu anh em thông cảm đây được rồi nè đó nó gần hết pin này anh em ơi đây cam cam selfie nè ha cam selfie cam sao đó đi là nó cũng rất là nét nha rồi nói chung là full chức năng hết con này thì ti sẽ ra đi cho anh em cái cái giá là một triệu chẳng 1 triệu chẵn cho anh em và phải free ship cho anh em luôn ha. Rồi, tiếp tục là con Neo, Neo 7 nè. Con Neo 7. Samsung Neo 7 nha anh em hay gọi gọi là quên xin lỗi anh em Oppo Neo 7 hay còn gọi là Oppo A33 là nó nha con này là full chức năng hết anh em thường là anh tí nếu trường hợp anh em mà xem cái kênh TT ấy, thì anh em quen quen với con này rồi TT xài bán cho anh em rất là nhiều con này và anh em rất là ưa chuộng luôn đó đây là Oppo Neo 7 hay còn gọi là Oppo A 33 w thì thông tin của nó là ram của nó là một ghi nha ram một ghi bộ nhớ trong của nó là 16 anh em đó bộ nhớ trong của nó là 16 nha con này là màu trắng ngoại hình cũng rất là ưa nhìn full chức năng hết anh em thích hợp cho anh em mua về chữa cháy như là Zalo hay là YouTube hay là nghe gọi thì rất là ok. Mấy con này tuy là nó cùi cùi và chụp hình nó cũng nét lắm anh em. Đó thấy chưa? thấy nét này chụp cũng rất là nét luôn ha. Rồi full chức năng hết con này là rưỡi cho anh em nha. rưỡi cho anh em ha, với con Oppo Neo 7. Rồi tiếp tục nữa là một con um, Samsung Samsung G2 co nha. Đó con này là màn hình màn hình amoled luôn con này là màn hình amoled cực kỳ đẹp nè anh em thấy không đó cực đẹp nha màu đen đó ngoại hình rất là còn rất là ưa nhìn luôn em thích hợp cho anh em mua về chữa trái ha thích hợp cho anh em mua về chữa trái rất là ok ngoại hình còn rất là đẹp nha full chức năng hết anh em zalo facebook youtube đều ok thì màn hình của nó là 5 in nó xài hệ điều hành android android 8 nha camera sau là 8 chấm và camera trước là 5 chấm và nó xài chip nắp 425 RAM của nó là 1GB bộ nhớ trong là 8 nha anh em và xài được 2 sim và xài được sim 4G luôn đó tuy là nó nhỏ nhỏ vậy nhưng mà nó xài được sim 4G luôn anh em còn pin của nó là 2006 đó rất là đẹp luôn ha rồi giá công khai cho anh em con này là để lại cho anh em là giá là 850 cho anh em nha 850 cho anh em ha Rồi tiếp theo nữa là anh em Một con uh, Samsung Đây là Samsung A, A21S anh em Cực kỳ đẹp luôn ha. A21 Samsung A21S cực kỳ đẹp Còn tem của FPT luôn nè anh em thấy không Máy can 99% nha anh em Màn hình của nó là 6.5 inch HD cộng Xài hệ điều hành Android 10 Xài hệ điều hành Android 10 Và camera sau của nó là 48 chấm nha 4 mắt luôn nè đó anh em thấy không cam bốn mắt luôn. Và có cả camera phụ lần lượt là 8 chấm và 2 chấm nha, 2 chấm và camera trước của nó là 13 chấm. Đó, màn hình con này là màn hình uh, rất là đẹp luôn. Anh em thấy không? Nhìn nét chưa? ha? Thì à uh, chip của nó là xài chip nạp uh, chip Exynos uh, anh em. Giá chip Exynos là 850, RAM là 6 con này à xin lỗi anh em con này là ram của nó chỉ 4g thôi con này là bản ram 4g bộ nhớ là 64 nha xài được 2 sim hỗ trợ xài 4g pin của nó là 5000 và sạc ở chế độ là 15v hả rất là ok con này anh em mua về làm youtube cũng rất là đẹp luôn nè nó quay phim được cực chuẩn luôn ha nó quay phim là cực chuẩn luôn nét chưa nét căng luôn anh em đó, full chức năng hết anh em anh em mà mua những con này về thì bao cho bao cho, à, test cho anh em trong vòng 7 ngày ha bảo hành con này là bảo hành cho anh em trong vòng một tháng luôn đó bảo hành cho anh em trong vòng một tháng luôn đó nếu trường hợp có lỗi ti đi sẵn sàng đổi trả cho anh em máy khác nha rồi giá cho anh em công khai luôn là ba con này giảm giá cho anh em xuống luôn còn là ba triệu ba nha ba triệu ba luôn đó giảm cho anh em 100 trăm ngàn luôn đó rồi ti sẽ free ship con này là giảm 100 000 vào sẽ phi ship cho anh em luôn ha và tặng cho anh em một cái cáp sạc và một cái củ sạc luôn đó ok không rồi chốt lại nha Samsung A21s A2 giá là 3 triệu 3 phi ship tặng cáp sạc củ sạc cho anh em rồi tiếp theo nữa nè anh em một con uh, Samsung à con này là TT mới TT uh, mới uh, mới reset máy lại nè nha tivi mới reset máy lại này, nên uh, TT chưa có uh, đầy đủ cái thông tin của nó luôn nè. Đó, thì nói chung với mấy con này rất là ok anh em. Đây là Samsung J7, Samsung J7 Pro nha. Đó, TT mới reset lại chưa có cập nhật đầy đủ hết. Thì nó là màn hình của nó là Super AMOLED luôn nha anh em. Màn hình của nó là Super AMOLED nha màn hình cái màn hình của nó là 5,5 inch full HD luôn. à sài hệ điều hành là Android 7 và camera sau của nó là 10 13 chấm anh em. Và camera trước của nó là 13 chấm luôn, nó xài chip Exynos 787 7870 nha anh em. Ừ uhm, con này thì RAM của nó là 3 GB, bộ nhớ trong là 32, xài được 2 sim pin của nó là 3, 3 đó pin của nó là sáu nha Tt nãy mới reset vừa mới reset xong anh em full chức năng hết những con này những con này anh em mua về thì rất là ok pin bọt thì rất là trâu nha nó rất là bền luôn cam nè để để tt chụp cho anh em xem đó cam nét chưa những con này là anh em mua về cứ yên tâm rồi bao test cho anh em trong vòng một tuần nha đó, có lỗi thì sẵn sàng đổi trả máy khác cực kỳ đẹp con này thì cái máy rin, men rin, màng rin hết Nên cái vỏ nó hơi cũ Cái con này thật sự luôn TT thay máy khác, vỏ khác cũng được anh em Nhưng mà TT không thay nha Rồi chốt lại nha anh em Con này thì để lại cho anh em cái giá là 1 triệu 1 triệu 650 ngàn nha Đó 1 triệu 650 ngàn và phi ship cho anh em Samsung G7 Pro Rồi tiếp tục là con Một con Samsung A10 nè Ha. Đây là Samsung A10 đó ngoại hình thì cũng rất là đẹp luôn anh em màn hình là 6,2 inch nè HD nó xài hệ điều hành Android chính nha camera sau của nó là 13 chấm và camera trước của nó là 5 chấm nó xài chip Exynos 7884 RAM thì là 2GB bộ nhớ trong là 32 sim thì xài được 2 sim và xài được sim 4G chức năng thì full chức năng hết bao test cho anh em dùng một tuần lỗi đi đi sẵn sàng đổi trả máy khác nha đó giá công khai cho anh em luôn 1 triệu 850 ngàn ok giảm lại cho anh em luôn 1 triệu tám thôi ha đó giảm giá mùa cô vi luôn giảm giá cho anh em là 1 triệu 800 chẳng và sẽ vi ship cho anh em và tặng cho anh em một cái cáp sạc và một cái củ sạc luôn đó ok chưa full chức năng hết nha anh em những con này thì bao cho anh em test luôn thật sự luôn đó không có gì mà lỗi lầm hết thích hợp cho mấy chị gái nè những con này thì đời nó mới thôi con này là đời 2021 nó mới ra nha đó rất là đẹp máy máy riêng vỏ riêng nè người dùng nè anh em thấy không cứng ngắt luôn anh em ha rồi chốt lại nha con này là để lại cho anh em là giá là một triệu tám thôi rồi sẽ free ship cho anh em ha rồi cái con cuối cùng là TT cũng muốn giới thiệu cho anh em luôn đây là con uh, Oppo A5 đời 2020 nha màn hình của nó cực kỳ to luôn 6,5 inch nè, anh em HD cộng nha xài hệ điều hành là Android 9 camera sau của nó là lần lượt là 12 chấm và có cả camera phụ nữa nè nha thì uh, con này thì chip của nó là chip sáu uh, Snap 665 luôn đó chip Snap 665 thì anh em tha hồ mà chơi game liên quân nó không sợ bị giặt lát gì hết RAM là con này là RAM của nó là 3 g bộ nhớ trong là 64 anh em RAM 3 g bộ nhớ trong 64 sim thì xài được hai sim pin thì pin của nó là 5.000 nha pin rất là trâu đó pin rất là trâu luôn full chức năng hết máy đẹp 99 phần trăm rồi con này là giảm giá mạnh cho anh em xuống còn 2 triệu mỗi con đều giảm giá cho anh em em là anh em hết 2 triệu 850.000 video trước là 2 triệu 950.000 đúng không Bây giờ giảm xuống cho anh em còn 2 triệu 850.000 ha full chức năng bảo con này là bảo hành cho anh em trong vòng 3 tháng luôn Có lỗi TT sẵn sàng đổi trả cho anh em máy khác Đó Cam ký đồ cực chuẩn anh em yên tâm Thấy chưa Cam nét rồi giống như thấy cộng lông chân luôn anh em Rất là đẹp Rồi chốt lại nha Con này là để lại cho anh em là 2 triệu 850 000 Và TT sẽ TT sẽ re ship cho anh em Tặng cho anh em một cái cáp sạc và một cái củ sạc Nha Đây Tặng anh em một cái cáp sạc và một cái củ sạc Rồi Vậy là video của TT đến đây là hết. Anh em xem thì cho nhớ cho TT một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ nha. Và anh em cứ liên hệ với TT qua cái số điện thoại này để tư vấn và đặt hàng nha. Đó là 0963 595 262. Rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi uh, uh, kênh của TT ha. Rồi hẹn gặp lại anh em ở một clip sau. Bye bye nha.